Kết phiên VN-Index tăng 11,6 điểm lên 1 1236 điểm rồi. Hôm nay thị trường khá biến động đúng không? Thanh khoản 16.815 tỷ. Thanh khoản phiên sáng vẫn rất là cao, hơn 14.000 tỷ. Thì hôm nay có 226 mã tăng, 29 mã tím, 62 mã đứng giá, 201 mã giảm điểm và một mã đóng cửa với giá sàn. Về tình hình khối ngoại thì họ tiếp tục mua dòng nhưng mà mua dòng không nhiều. Phiên sáng lúc đầu phiên sáng họ mua dòng hơn 600 tỷ. Còn cuối phiên họ lại bán ra. kết phiên thì họ mua dòng 37,2 tỷ. Thì họ tập trung mua dòng là MSN này, VHM này, HBG này, STB này. Bán ra là CTG, BVH, MB Bank, BD, Vix. Tự doanh cũng mua dòng 17,48 tỷ tập trung vào Techcombank, HBG này. ACB LGC bán ra là LB Bank, Bank, HNG, STB. Đấy, khối tự doanh hôm nay lại bán dòng STB. VIX, KDH. Giao dịch tương đối là phức tạp đúng không? Mấy hôm trước là khối ngoại và tự doanh mua STB khá nhiều. Thì bây giờ là bắt đầu họ dục dịch bán ra thì có một dấu hiệu là cho rằng là về cuối phiên thì mình cũng có một dấu hiệu ngày mai có thể là điều chỉnh nhẹ khoảng giảm tầm 5 điểm mình nghĩ vậy nhưng mà thôi cứ gọi là phân tích các mã xem tình hình thế nào đã đúng không thì như BID chẳng hạn có BID này hôm nay tăng có lúc rất là tốt hôm nay tăng có lúc lên 45 90 Xong về cuối phiên là giảm còn 45 50 à 45 55. Thì có một lượng nhà đầu tư mà người ta là lo lắng, người ta chốt lời cái giảm ở cái vùng giá mà 47 à 45 70 rất nhiều. Người ta có một lượng nhà đầu tư lo lắng người ta chốt con này thì cấu hình thì bình thường, cấu hình nhiều là nó tăng một cây đỏ nhưng mà kiểu là giá đóng cửa Um, thấp hơn giá mở cửa nhưng mà cũng không sao vẫn tăng 1,2% còn này con này còn xem tín hiệu những phiên sau thế nào sợ nhất là nhiều nó cũng vượt qua những cái ngưỡng kháng cự ở trên này đúng không vượt qua rồi còn uh, lượng kháng cự trên này nữa còn lượng kháng cự ở vùng uh, vùng 46 này vùng 46 cũng tương đối nhiều đấy, chắc các nhà đầu tư đấy chắc là sợ là lên cái vùng đấy thì Khả năng là bị đánh xuống đúng không? Thì kệ đi, con này phải theo dõi thêm Hôm nay có một lượng dòng tiền ra tương đối đấy Nhưng mà mình nghĩ là vẫn là nhà đầu tư cá nhân thôi Như nhà tổ đầu tư tổ chức và tay to chưa ra con này Con này hoàn toàn có thể giữ thêm để xem, theo dõi tình hình nhá Nó gì vẫn lãi mà, vẫn lời đúng không? Để xem ngày mai thế nào Ngày mai phiên ngày mai khó đoán đấy nhưng phiên hôm nay thì hôm thứ sáu mình đã bảo là phiên hôm nay là có thể tăng 5 đến 10 điểm rồi đấy đúng không? Thứ sáu tuần trước ấy, cái phiên mà mình phân tích thứ sáu tuần trước bảo phiên hôm nay có thể tăng 5 đến 10 điểm. Ví dụ như sáng nay ấy, cái lúc mà đâm xuống xong nó vồng lên tầm 5 điểm thôi thì nó tương đối đẹp nhưng mà khi nó vồng lên tương đối à, vòng lên cao quá thì bắt đầu là nhiều mã có sự dục dịch của chốt lời tương đối lớn Đấy. không biết là ngày mai thị trường sẽ như thế nào rất là khó khó đoán khoảng tầm năm mười điểm được hoặc là giảm năm mười điểm được nếu tăng năm mười điểm chào đón tân thủ tướng thì sao đúng không bid nhá bid cứ giữ đi để xem tình hình nào nhá à... mã nào ừ. shb đi bàn luôn với con này shb rất nhiều người hỏi luôn hôm nay giảm sàn đúng không đấy thì hôm Hôm thứ 6 tôi đã bảo là con này có dấu hiệu là xấu rồi. Thì hôm trước, hôm đấy thì mình bảo là ừ tăng 1 2 3 4 cây này rồi thì bảo sang cái cái hôm mùng 1 tháng 4 nữa thì là bảo bọn người chốt chốt lời 50% đi. Thì không ngờ lại sang ngày mùng 2 tháng 4 thì nó vẫn còn tăng một chút. Thì mình bảo là thôi con này thì khả năng cứ chốt lời đi, mình ra sang mùng mùng 2 tháng 4 bắt đầu thấy nó xấu xấu rồi. Hôm đấy là bạn nào mà hỏi là mình bảo là thôi bán bán tạm đi bây giờ ở thì tuy là dòng tiền lớn nó chưa ra thật đấy có đây là nhưng mà cũng chả biết thế nào bây giờ rũ, dụ, dụ một cái lượng như này thì rất là khó nói đúng không với nhiều bạn còn bảo anh ơi có mua được vào không mua được vào thế nào bắt đáy à con này khó nói lắm con này rất là khó nói bây giờ tương đối khó nói bởi vì là thường những cái cây như này ấy, Cái cây ngày mùng 2 tháng 4 ấy, rất là xấu Thường là tôi sẽ bán Ít nhất là phải 60% Những cái cây kiểu mà có dấu hiệu xấu như này Tôi ít nhất phải bán 60% 60-70% Còn giữ lại 30% là kỳ vọng thôi Bởi vì là khi nó đang tăng lên một cái ngưỡng Nó tăng rất là mạnh đúng không Phiên nào tăng rất là mạnh tự dưng Có một cây tự dưng Đây gọi là rũ rồi Đây gọi là rũ Đúng không? Nó rũ rất là mà mà khi đang tăng rất là mạnh và tự dưng nó rũ một phát mạnh như này thì mình cũng phải là cân nhắc. Có rất nhiều cái trường hợp kiểu này. Nếu bình thường mà một một cái dòng tích lũy mà đang đi ngang mà nó có một cái cây này thì bình thường. Nhưng mà nó đang tăng rất là mạnh thì mình phải cân nhắc mình bán. Mình khuyên mọi người bán từ cây mùng 1 tháng 4 rồi cơ. Nhiều bạn bảo là anh khuyên bán hơi sớm. Đấy sớm gì? Bây giờ giảm sàn sớm chưa? Đấy, các bạn có thể xem video hôm thứ sáu nhé, hôm thứ sáu và hôm thứ năm tuần trước. Có con Sb này thì mình có phân tích. Đấy thì bây giờ con này bây giờ các bạn bảo mua vào thì cũng cũng nguy hiểm. Mua vào cũng nguy hiểm. Nếu mà tính ra là nó là, là người ta bán hai cây rồi chứ không phải là một cây mua cây một này, cây hai này, mua tháng 4 với cả mùng năm tháng 4 là coi như người ta bán hai cây rồi đấy chứ không phải là hôm nay người ta mới bán đâu Cho nên chắc cho khả năng là uh, nhiều người người ta đánh kỹ thuật cho hôm nay người ta bán ra mạnh. Người ta bán như, nói chung là cũng không biết là nhà đầu tư cả. nói chung là dòng tiền lớn nó chưa ra mạnh. Nhưng mà biết đâu khoảng một thời gian tới nó sẽ kiểu là gọi là bây giờ nó lại trở thành về một cái vùng giá mới chẳng mai có thể nó nhúng lên một chút chẳng hạn, đúng không? với với quan điểm của tôi nhá con SAB đấy ấy, mà mai ấy, mà 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 tăng lên chỉ để bán thôi mình nói thật mai tăng lên nó chỉ để bán thôi ví dụ tăng năm mươi phần trăm năm bốn năm phần trăm mà tăng lại trừ Ch khi mà đầu phiên của tầm đến chi tầm 10 giờ mà nó tím luôn ấy, thì không nói nhá nếu mà tím luôn thì tất nhiên là giữ rồi nhưng mà nếu mà nó chỉ tăng kết phiên bạn bạn canh đến hết trưa mà nó tăng khoảng tầm đến 2 3% thì tốt nhất là mọi người bán. Với quan điểm của tôi là như thế đúng không? Theo kinh nghiệm là như thế. Con này phân tích thế thôi nhá, mình bảo mình đã bảo là cái cây là mùng 1 tháng 4 này con này mình khuyên bán ra thì không không bán nữa rồi. Để cả tăng nữa thì tôi cũng không bán nhá. Thì rất nhiều bạn là bây giờ thì nhiều bạn là chỉ có hỏi cái vấn đề gọi là có, có bắt đáy con này không đúng không? Nhà đầu tư rất là tự tin có thể bắt hôm nay mình có khuyến nghị mua nhiều mã đâu Hôm nay mình không khuyến dám khuyến nghị nhiều bởi vì hôm nay nếu mà mình mua thì nó sẽ mất cái lợi thế T3 đúng không? Trong nhóm thì các bạn đều lợi thế T3 ba hết rồi, thường thường là full hết tiền rồi. Gần như là full hết tiền rồi đấy. Chả ông nào thấy hỏi gì mấy. Có vài bạn thì chắc là lỡ bán hôm 26 tháng 3 hay gì kêu vẫn còn tiền để mà bắt thì không thì cho vài cái mã nó an toàn thôi chứ không không dám cho những cái mã mạo hiểm. VX, còn VX này thì nhiều bạn cũng hỏi là có lên bán hay không, à hay lên mua hay không? Đúng không. Mua thì thôi con này tôi không dám khuyên mua đâu nhá. Còn bán thì đấy là việc của các bạn. <laughs> nhiều bạn kêu bắt đáy Hay 3 ba, ba hai hai lăm ấy. mà đấy kêu bắt đáy thì tôi cũng không hiểu bắt đáy kiểu gì, đúng không? Bắt đáy người ta phải bắt ở cái vùng 31 hai uh, 28 đây này, cái vùng uh, mà 2895, 28, uh, 95, 28 uh, 29 chín đấy, cái vùng đấy mới gọi là bắt đáy. Các bạn trong zoom thì biết không? Đúng không? Đấy mới gọi là bắt đáy chứ, tập bắt, bắt bắt đáy mà 3225 gọi là bắt đáy thì tôi cũng không hiểu bắt đáy kiểu gì. Con này nói chung là dòng đặc thù cho nên rất là khó nói nhá. Mình đã nói trong zoom rồi con này tổng đặc thù rất là khó nói tỷ lệ gọi là giữ giữ và bán là 60 40 đúng không tôi nói các bạn mặc dù vẫn lời rất nhiều nhưng mà các bạn phải cân nhắc con này thì rất là khó khó có thể phân tích biết đâu ngày mai giảm sàn sao? đúng không biết đâu ngày mai giảm sàn sao? xét về một cổ nếu mà cột một cổ phiếu bình thường thì tôi, tôi không bao giờ tôi khuyên con mua con vx này nói thật riêng mà một cổ phiếu bình thường không bao giờ tôi khuyên mua nhưng mà nó là dòng đặc thù tôi Tôi mới cân nhắc Hôm nay thì thường thường là cái lúc đầu phiên mà Cái lúc đầu phiên là 31, 30 ấy. Là tôi đã bảo mọi người bán rồi Xem tình hình như nào Bán ngay Đấy, đây, đây là quan điểm của tôi Còn mọi người thì tôi không biết Mọi người thích bán hay giữ con này thì tùy nhá Điểm mua có rồi Lời lãi thì các bạn phải Có một cái chút quan điểm gì của mình đúng không? Mỗi người còn, còn lòng tham khác nhau. Có người cảm thấy lời 7 8% nó ok rồi nhưng mà có người phải thích mười mấy phần trăm cơ. Đúng không? Nhiều ừ. bạn kêu bắt đáy 3 2 2 5 tôi hơi buồn cười. Bạn đấy tất nhiên là không ở trong nhóm, trong nhóm rồi đúng không? Bạn bắt đáy 3 2 2 5 là không phải trong nhóm rồi. Còn VX xong. Bầu Ừ. Vẫn bình thường đúng không? Không có gì xấu lắm vẫn có thể giữ được nhá còn bầu lại tiếp tục giữ ngày mai ngày mai khó đoán ngày mai khó đoán đấy hôm hôm chủ nhật vừa rồi thì mình có bảo là dòng dầu khí nó tăng à, dầu khí nó tăng không biết là dòng b nó có tăng không nhưng mà hôm nay dòng b có vẻ hơi hơi xấu nhá dòng b hôm nay không không có mã nào tăng hình như không có mã nào tăng BVD về ừ. Còn bầu thì mọi người cứ đánh trung hạn đi đây BVD cũng không xấu lắm Giảm 0,7% Cũng không, 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 xấu lắm đúng không Biết đâu ngày mai nó tăng sao Ngày mai các cái dòng nhiều banh biết các thứ giảm Thì dòng dầu khí nó phải tăng đúng không Có thể Bây giờ giá dầu mà tăng Mà những cái dòng này nó hôm nay nó Có, có kiểu là hơi không, không tăng trưởng tốt mà thậm chí nó còn đỏ thì nó cũng hơi ngạc nhiên nhỉ? cũng chả chả vấn đề gì bây giờ thị trường chứng khoán là cung cầu mà đúng không dòng tiền người ta không đánh vào thì nó xanh làm ra được dòng tiền người ta có đánh đâu không đánh vào nó là cung cầu mà bây giờ phải dòng tiền nó đánh vào thì bắt đầu là thị trường nó mới lên chứ đúng không bvd bvt đấy cũng giảm không con này thì coi như là đứng giảm 0,3% đấy nó cũng vẫn kiểu như vậy Biết đâu ngày mai tăng đúng không? Những cái dòng này thì BVS. Đấy cũng giảm 0,8%. Nói chung là nó không tăng không giảm nhiều. Đồng tiền nó chưa đánh, đúng không? Đồng tiền nó chưa mua không hiểu lý do là gì. Hay là lý do là ngày mai bắt đầu là Hôm nay đội lái thì họ nhường cho dòng uh, VN30 dòng banh biết các thứ lên rồi đúng không? Thì ngày mai thì phải có một đội khác lên chứ. Có thể như vậy người ta sẽ phải phân theo gọi là nhóm ngành hôm nay thì ông, ông lọ ông kia tăng mạnh thì phải nhường chỗ cho những cái mã khác hôm nay việc công à việc công banh tăng rất là tốt đúng không tăng 4,3% phần trăm thì bây giờ con việc công banh này thì mai thì có thể là nó sẽ trở lại thành dòng điều tiết cũng tăng giảm một phần trăm chẳng hạn hoặc không phải mấy phần trăm đấy tăng giảm kiểu như thế thì nó sẽ nhường chỗ cho những cái mã khác nếu mà thị là một thị trường tăng nhé. nếu mà một thị trường tăng ví dụ kể cả giảm 5 điểm giảm 5 điểm thì kiểu gì cũng có những cái mã xanh có những mã đỏ đúng không sẽ vn 30 nó sẽ một nửa xanh một nửa đỏ đúng không? nó sẽ kiểu như vậy thì bây giờ ví dụ như cả ông Vietcombank này tăng 4,3 phần trăm còn việc này thì nếu các bạn nào đánh thì cứ giữ đi nhá vì công banh này bắt đầu dòng tiền đánh vào rồi thì cứ giữ thôi con vick này đấy thì bây giờ ví dụ con việc công tăng 4,3 phần trăm ông vick này tăng 4,3 phần trăm ông comboanh. tí tiếp tục được cứ giữ đi. Còn um, Tech chẳng hạn nó cũng tăng 3 4% những cái mã trụ chẳng hạn như kiểu VHM chẳng hạn. Đấy, nhiều mã mà nó cứ tăng 3 4% Rồi có mà loạn. Đây con nó phải thay phiên nhau chứ. Đây ví dụ con VHM này có những lúc nó tăng lên rất là mạnh. Tăng lên 100 uh, 105 đúng không? Ngay đầu phiên là tăng 105 luôn. Rất rất là kinh đúng không? Rất khủng khiếp coi như đây là gọi là nến rũ rồi Đúng không? VHM này. Có lúc tăng lên 105 điểm À 105 Thế bây giờ Mã nào nó cũng tăng mạnh như thế thì VN30 hôm nay đó tài phải tăng ít nhất phải 3-40 điểm chứ ít gì Đúng không? Xong với cộng với cả nó VN30 này là 30 mã nó chiếm tỷ trọng lớn nhất trong trên thị trường thì VN Index nó ảnh hưởng chứ, đúng không? Bây giờ phải cũng phải biết là phải nhường chỗ chứ vì những cái mã như này cho nên là nhiều người người ta cũng phân tích là thị trường ngày mai có thể chỉnh khoảng tầm 5-10 điểm cũng có thể đấy nhưng mà mình nghĩ là thiên về cái hướng gọi là ở sáng gọi là đỏ đỏ đi chiều tăng tầm 5 điểm mình vẫn đã nghĩ là thứ hai thứ ba vẫn là hai ngày mà tốt còn để mà xác định xu hướng ấy, phải là thứ tư thứ năm thứ sáu ba cái ngày đấy tương đối căng ấy, xác định xu hướng nhưng mà hôm nay dòng tiền lớn vào bắt cũng nhiều đúng không? Nhà đầu tư cá nhân chốt lời nhiều. Dòng tiền lớn vào bắt nhiều, nhà đầu tư cá nhân chốt cũng nhiều. Ừ, xem phiên ngày mai xem như nào đúng không? Nhiều với quan điểm của tôi thì nó vẫn là một thị trường tương đối tốt. Dòng tiền nhiều mã nó chưa ra nhiều lắm cho nên nó vẫn là một cái tín hiệu tương đối tốt. cái con VHM này này. Người ta đánh kỹ thuật nó chạm cái ngưỡng kháng cự này, này thì nó không bứt được lên nữa đúng không thì là bắt đầu nó đánh xuống đánh xuống thì các ông lại đánh xuống mạnh quá đấy. nhiều người hôm nay là cũng khuyên mua con VHM đấy nhưng mà tôi thì tôi không thích con VHM này tôi nói rất nhiều lần ghét của tôi là là 100 mà cấu hình của nó chưa đẹp lắm để mà mình mua đúng không cho nên là mình không dám khuyên những cái mã này về mà nếu mà con VHM này mà các bạn giữ đến ở cái ngưỡng tầm 101,7 này Các bạn mà mua được Thì mình nghĩ các bạn cứ tiếp tục giữ đi nhá Có thể nó không lời nhiều nhưng mà Nhưng mà về dài hạn Thì nó vẫn không phải là một cổ, cổ phiếu xấu đâu Nhà việc công banh giữ nhá Việc công banh này VHM giữ Mình đánh theo đánh kiểu trung hạn đi Đánh hết sóng đi Những mã này thì hoàn toàn có thể giữ Nhưng mà mình, tôi không thích những mã này thôi con Vic này thì vẫn có thể đánh tiếp được Con Vic này thì ngày mai có khi nó sẽ chuyển vào cái dạng gọi là Tăng giảm không mấy phần trăm chẳng hạn đúng không Thì phải dừng nhường chỗ cho những cái con như kiểu con TV Bank này chẳng hạn Ông TB Bank này thì ông, ông này không có dòng Chưa có dòng tiền vào đánh Ông này mới cả những cái ông kiểu là dòng dầu khí là chưa có dòng tiền nó vào đánh lên cho nên là rất là khó lên nhưng còn BID này ít ra nó có dòng tiền nó vào đánh lên thì nó còn tăng còn tốt đúng không? Nó tăng mấy cây rất là tốt 1, 2, 3 Hôm nay thuộc vào dạng đáng nhẽ là cũng tăng tốt Có lúc lên 45, 90 cả mà Đúng không? Con này vẫn còn phải theo dõi thêm Hôm nay có một lượng tiền ra nhiều Không biết là để tối tôi phân tích thêm Thì mình xem là Xem là dòng tiền nó ra con này kiểu gì Mà dòng tiền ra nhiều đấy cũng đánh toàn mỗi 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 một uh, mỗi một lệnh cũng tương đối nhiều tiền đấy à hết chưa nhỉ à con tech chưa phân tích kỹ con tech công này thì hoàn toàn mọi người có thể giữ được nhá con tech này hoàn toàn mọi người thì có có thể giữ được đây là người ta đánh theo kỹ thuật thôi người ta chạm ngưỡng này đây này chạm ngưỡng 42 15 là bắt đầu là cái vùng gọi là một cái ngưỡng kháng cự nho nhỏ ở trên này thì con này sẽ phải uh, nó linh sinh ở đây một chút nhưng mà không đánh xuống đúng không? không đánh xuống thì mọi người giữ thoải mái con này thì đánh theo kiểu, kiểu trung hạn là sẽ rất là quê okay. và thị trường đến như phiên sáng nay diễn biến như vậy thì mình nghĩ là thị trường tốt đấy nhá thị trường có vẻ là tốt đấy kể cả ngày mai nó chỉnh một chút chả sao ngày mai chỉnh năm mươi điểm đỏ cũng không vấn đề gì nhá trừ khi dòng tiền lớn ra mới sợ thôi Bây giờ đang lo nhất là con BID Con BID dấu hiệu cuối phiên nó Nó hơi 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 ảo ừ. Rồi nhá, có Techcombank này Techcombank này tiếp tục giữ nhá Con này không không xấu đâu Con bầu nói chưa nhỉ Bầu nói rồi đúng không Bầu là tiếp tục giữ đúng không Bầu là tiếp tục giữ ừ, Bầu TCH đi ừ, TCH ừ. con này hay đấy đúng không hay đó quá hay con này cả mũ phiên sáng nó có giảm lúc hai ba chín mươi giảm rất kinh đúng không giảm rất ghê hai ba chín mươi giảm hơn một phần trăm trong cuối phiên tăng mạnh lên có lúc lên hai tư bảy năm tăng rất là tốt đúng không nhiều bạn là lời hơn chục phần trăm rồi bắt từ 26 tháng 3 chẳng hơn chục phần trăm bắt từ 26 tháng 3 có giá 20 80 20 90 đấy những cái bạn bắt cái lúc đấy thì bây giờ chẳng lời hơn chục phần trăm rồi còn gì đúng không tốt đấy con này đánh được nhá con TCH này khả năng vẫn còn giữ được nhá giữ đi sợ gì đúng không không phải sợ đánh đi đánh tin tưởng vào mã của mình một chút tin tưởng vào cấu hình một chút kể cả mai nó có nợ giảm một phần trăm hay hai phần trăm kệ đúng không Bây giờ bao giờ dòng tiền nó ra thì mới sợ Cấu hình này thì có gì đâu mà sợ đúng không? Xét tất cả các yếu tố đều là không sợ con này hết Con này nó gặp cái ngưỡng kháng cự trên này này Bắt đầu đúng không? nó gọi là nó ngại ngùng một chút Không đánh được lên đúng không? Nó mới bứt cái chỗ này lên thì đánh rất là kinh Con này bứt, bứt cái ngưỡng này lên thì đánh rất là kinh đấy dòng tiền nó đồng khởi nó đánh lên nữa thì rất là khủng khiếp đúng không? Này, trần vài phiên thì sao? Dòng tiền nó có dấu hiệu đánh rồi Hôm nay có dấu hiệu nó rũ rồi Đúng không? TCH xong nhá HBG ừ. Hôm nào Hôm nay ông nào cũng Ông HBG này thì Cứ tiếp tục giữ thôi Dòng tiền nó chưa ra thì tiếp tục giữ lại còn vẫn còn tăng tăng điểm Còn Con này thì mình đã bảo là rất là nhiều lần rồi Đúng không? Mọi người cứ đánh theo kiểu trung hạn và dài hạn đi bao giờ nó xấu bắt đầu mới bán ra bây giờ cứ càng ngày nó càng tăng lên sắp lên 50 đến nơi rồi đúng không cứ mỗi ngày tăng một tí mỗi ngày tăng một tí có lúc hôm nay là bốn chín sáu mươi rồi có không phẩy bốn lên 50 rồi đúng không có những người đánh theo kiểu ta ghét đến 50 thì bán như sao đúng không Đấy, nó rất buồn cười là như vậy có những cái mã nó chưa xấu thì mọi mình mọi người cứ giữ thôi kể cả là nó đỏ hay không FPT đấy những cái con như kiểu con FPT thì cứ giữ thôi có gì đâu đánh trung hạn, đỏ liếc quan trọng gì, các bạn đầu tư, các bạn đôi khi phải tin tưởng vào cổ phiếu của mình một chút, nó chưa có dấu hiệu gì xấu Thì kể cả nó giỏ, giảm đỏ đỏ một chút, không ảnh hưởng gì cả. Ừ. Nhưng hôm nay con TCH chẳng hạn, lúc đỏ đấy, ừ. các bạn trên TikTok rồi YouTube rồi, anh ơi bán TCH được không? TCH giảm mạnh quá, mình bảo không, bán gì, có dấu hiệu gì đâu mà bán? FPT giữ nhá FPT thì mọi người cứ giữ đi có gì đâu Nó đã xấu đâu Còn MSN này ừ, Con này các bạn mà không bán là đáng tiếc này Rất đáng tiếc Con này là Con này là mình nói rất là nhiều lần là Làm sao mà nhiều mã mà mình có thể quản hết được đúng không Mình chỉ quản mấy cái mã Mà mình, mà mọi, mình cho mọi người đánh trung hạn thôi thì con này có những lúc nó tăng lên 4 95,10 đúng không? Tăng rất là mạnh. Có lúc, những lúc nó tăng mạnh như thế mà mọi người không bán thì rất là đáng, đáng tiếc nhá. Bởi vì nó chạm cái ngưỡng kháng cự mà nó cắm xuống này thì cũng hơi đáng hơi đáng tiếc thật. Bây giờ mà về ngày mai hoặc trong tuần này có khi con này nó lại theo dạng gọi là đi ngang thì ra đúng không? Hôm nay nó có lượng chốt lời nhiều cho nên là nó không đánh được lên nó gặp cái ngưỡng kháng cự lớn này, một lượng kháng cự cực kỳ lớn ở trên này thì nó phải đánh xuống thôi. Nó gặp trên này bắt đầu cái độ trên này họ bán mạnh. Bắt đầu nó phải đánh xuống. Con này có những lúc lên lời nhiều chứ nhỉ? Có những lúc lên chín 10 cơ mà. Về bây giờ giá khớp của 93. Nhưng nó phải lúc đấy nó phải tăng phải 3 trăm đấy. MSN. Cái con MSN này thì cái đợt giai đoạn mà 26 tháng 3 này hay 26 tháng 3, 29 tháng 3 Nhiều bạn là bảo là anh ơi có Nên bán con 10N chuyển sang Mã khác không thì mình bảo là con này có cái nền Nó rất là đẹp, các bạn trên xem trên Youtube Mà xem, đúng không? Những cái ngày hôm đấy Mình bảo là con này có nền nó rất là đẹp Hỗ trợ tốt Thì cứ giữ thôi Đấy thì nó tăng là 1, 2, 3 Có như hôm nay mà bộ tăng đến cây này Có kiểu hồi phục của rất là nhiều nhiều bạn Từ lỗ thành lời rất nhiều nhé Bây giờ trong trong Zoom mình cũng có một bạn đầu tư mã này rất mạnh Mã này mới là Vietcombank nhá. Đầu tư rất là mạnh Thì bây giờ là tướng Vietcombank thì ok rồi Còn con 10N này thì tự dưng là Lên trên này nó gặp cái ngưỡng kháng cự Thì mình bảo là ngày trước là mình đã nói rồi Sau khi gặp cái ngưỡng kháng cự này Thì mọi người phải canh mà bán đi Đúng không? Nếu mà gặp cái ngưỡng kháng cự này mà không bứt được lên là phải bán Các bạn nhớ cái video đấy không? Tôi cũng không nhớ tôi cũng nói trong video nào Thì tôi phân tích con 10N này tương đối kỹ cái hôm đấy cái Tôi nghi là trong video 26 tháng 3 24 tháng 3 25, 26 tháng 3, 29 ấy. Trong ba cái video đấy thì Tôi có phân tích là con MSN này bảo là Hỗ trợ rất là đẹp Nhưng mà kháng cự cũng cực kỳ lớn Nếu mà kháng cự gặp kháng cự mà không bứt được lên Thì mọi người phải bán Đấy Kháng cự là lớn quá Kháng cự trên này nó vùng trên này nhiều nhưng con này khối ngoại các thứ Vẫn đang mua vào tương đối lớn Và nó nhưng bạn nào mà đánh theo kiểu trung hạn mà không quan tâm lắm Thì vấn đề gọi là ấy thì nhưng mà nói chung là cấu hình của nó cũng tương đối xấu rồi. Hơi lo nhỉ, con này hơi lo, hơi lo, hôm nay mà không bán được cái giá tầm 9 năm 10 hoặc 95 thì cũng rất là đáng tiếc. Nếu mà mình là mình sẽ bán đấy. Còn về tương lai thì mình không biết là con này sẽ đi về đâu nhưng mà nhìn cấu hình có vẻ không đẹp lắm. Sẽ mong rằng nó sẽ theo kiểu nó đi sẽ đi ngang này, đi ngang nó tăng không phẩy năm không thì là tốt nhưng mà nó quay về đây nó lại chạm ngưỡng này thì nói chung là nó sẽ đợi rất là lâu, nha. Còn mà đánh xuống thì nó sẽ đợi rất là lâu những cái con này. Chuyển về dòng điều tiết thì dở hơi, mỗi ngày tăng không phẩy giảm không phẩy thì đúng là giờ hơi. Này là tôi tăng lên cái ngưỡng kháng cự này rất là đẹp chín năm mà bạn nào mà không bán chín năm 10 hay chín năm mà không bán rất là đáng tiếc những cái dòng những cái dòng trụ này ít khi nó tăng mạnh ừ, ít khi nó tăng mạnh vì nó còn phải phải nhường chỗ cho những cái đơn vị khác mà thậm chí nó bắt đầu thị trường nó cũng phải chỉnh chỉnh một chút chứ có phải tăng mãi được đâu đúng không? đấy cứ mỗi ngày tăng mười mấy điểm này thì mấy mà lên một nghìn ba trăm mai thì sẽ là ngày rất là khó khó đoán mai thì tôi cũng chả phân tích thị trường À, tôi cũng chả là dự đoán gì mà có thể thường. tôi nghĩ là ngày mai nó theo dạng gọi là đầu phiên giảm xong cuối phiên hồi lên 5 điểm chẳng hạn tôi vẫn thiên về cái chiều hướng mà thị trường tăng hơn đúng không thủ tướng mới lên rồi Đấy, flc nhiều bạn nói rất là hay bảo là ừ, thủ tướng là người lọ người kia đúng không à thủ tướng mới là ông uh, chính còn gì đúng không? đấy thì nhiều bạn nói chung là biết trước rồi nhiều bạn đoán không phải biết trước mà là đoán cho nên cái giai đoạn mà hôm thứ năm đó, thì tôi mới khuyên mọi người là con này là có biến thì nó rũ rũ như thế thì tôi mới khuyên mọi người bắt và có thể là con này sẽ về mệnh đúng không? Bây giờ lên tận 12 hai năm đúng không? nhiều bạn lại vẫn lãi lại một trăm phần trăm có khi mai đánh lên thì sao đúng không? cái này thì tôi không nói bây giờ mà các bạn bảo tôi bảo bảo là mua con flc thì rất là khó khó để mà phân tích dòng này bây giờ bảo mua biết đâu thành đu đỉnh sao đúng không? ai liều thì tiếp tục giữ thôi thủ tướng mới đấy đúng không Cho nên là mình bảo là những cái cái thông tin này đôi khi công nhận là nó đúng thật. Bốn bốn người chức vụ như thế thì công nhận là thông tin nó phải đến gần hai tháng trước không biết là dự đoán kiểu gì mà rất là chuẩn. Đó. Hai tháng trước dự đoán rất là chuẩn. Mình cũng tin, mình cũng tin. Có người FLC có mã này lời hơn trăm trăm thật. Nhiều người mới bắt hôm thứ năm hơn trăm trăm có những người mà giữ tận ở dưới này thì lời rất nhiều nhưng mà nói chung là hiếm cái chỗ này xả xuống đáy đáy này thì nhiều người bán rồi đa phần mua cái dòng cái chỗ tích lũy này thì cũng chỉ lời hơn trăm trăm là cùng đúng không ok chưa xong nhá con flc thì tôi không khuyên mua bán nữa nhỉ? hôm nay nhiều bạn đã hỏi con fit con fit là mình có bàn nữa đâu mà hỏi con fit làm cái gì chốt lời xong là xong con này nó có tích lũy còn chán con này nó không có lực đánh lên Các bạn phải hiểu như vậy Mua con này thì nó rất là dở hơi Nó không có lực lực đánh lên nhá. Yeah. Bây giờ có dòng tiền nó đánh lên Mà kể cả có dòng tiền đánh lên thì cũng Con này rất là khó đánh lên Trừ khi có một cây khoảng 10 triệu Đánh lên thì lúc đấy 10 triệu mà tím đánh lên Thì nó mới sẽ có lực đánh lên tầm Giá 13, 14 Con này đợt trước là mình cho Đợt trước là mình cho mọi người ăn một cái cây Trần một, một cây tăng bốn phần trăm rồi còn gì con này thì bàn nhiều làm gì xong lại xuống đây lại còn bà là ờ ừ, thì mọi người canh mua năm mươi phần trăm nữa lên một cây chân một cây nữa những mẹ này thì mình không nên kỳ vọng nhiều nhá báo cáo tài chính các thứ của nó thì cũng không có đẹp lắm nói thật là như vậy do do à, STB ừ, hôm nay tăng vẫn là tốt đúng không bốn phần trăm con này thì hôm nay là có một lượng chốt lời nha với lại là tự doanh thì vậy nha tự doanh cũng chốt lời mà này con này thì khả năng sẽ theo dạng gọi là um, tích lũy tích lũy xong rồi đánh đánh lên một chút nữa mình nghĩ con này sẽ vẫn tích lũy và đánh lên khó mà có thể mà tăng mạnh như hôm nay nữa. tăng mạnh như hôm nay thì nó sẽ hơi ảo à, bởi cấu hình thường thường như này thường thường nó sẽ là theo dạng tích lũy không thì nó, không thì nó về hồi đây hôm nay thì thì mình có bảo là con này mà mà về kết phiên ấy, buổi trưa trong nhóm ấy, mình trong nhóm mình rất nhiều bạn giữ con STB này giữ từ giúp đánh từ hai năm hay sáu tháng 3 con này khuyên cả trên TikTok nhưng mà rất là nhiều bạn giữ con này thì mình có bảo là con này nếu nếu hôm nay kết phiên trưa mà nó giảm hai phần trăm thì mọi người phải bán luôn bán hết hoặc là ít nhất phải bán 50 nhưng về kết phiên nó tăng 2,4 phần thì tiếp tục giữ thôi gì đâu nói chung là nếu mà giảm 2 phần thì đâu tôi thì nói lý do tại sao mà phải bán rồi đấy đúng không à, còn à, lên trên này thì Thôi 2,4 tăng 2,4 phần thì thôi tiếp tục giữ à, cứ tiếp tục giữ thôi nó chưa có dấu hiệu gì xấu ngày mai ngày mai nó sẽ thiên về đi ngang còn giảm biết đâu giảm một hai phần trăm chẳng hạn đúng không chưa có dấu hiệu gì xấu thì cứ giữ sợ nhất là giống ông SHB nhưng mà con này thì lại không giống con SHB con này không giống nhá con này con này là không 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 không, không có vẻ không giống đâu SHB nó khác SHB tôi nhìn là hôm thứ sáu là kết phiên à, hôm thứ sáu tôi nhìn là tôi đã thấy con này xấu xấu rồi SHB nhìn thấy xấu xấu rồi. Hôm mùng 2 tháng 4 là bảo mọi người canh canh mà bán đi. Nhìn xấu rồi. Hôm mùng 1 tháng 4 là bắt bảo rất nhiều bạn cả trên TikTok cả trên YouTube rồi. Trong nhóm thì cái mã này thì tôi không biết các bạn có bắt được không. vì là nếu mà trong nhóm thì đã khuyên là bán ở những cây này rồi, xem trong nhóm, xem TikTok xem xem YouTube rất là kỹ bạn nào mà nếu bạn nào mà tin mình thì đã bán từ từ những cái cây mà mùng 1 tháng 4 rồi chứ không phải bán cây này đâu nhá đấy mùng một tháng bốn bắt đầu bán rồi Sau vnd ừ, vnd một cây trần luôn xa xa hết nơi. sáng nay nhất rất nhiều bạn muốn mua cái mã vnd này nhưng mà ngay đầu phiên đã trần luôn đúng không vượt đỉnh sóng bốn rồi sang một uh, uh, sàn giao dịch mới nó vượt đỉnh sóng bốn luôn rất kinh nó rất khỏe hôm nay nhiều bạn bảo là muốn đu đỉnh con uh, VND này thì mình có bảo là thôi nếu mà đu thì đu 5% phần trăm thôi đu thử 5% phần trăm thôi chứ những cái mã kiểu dòng chứng khoán nói chung là nó cũng rất là ảo đúng không? nếu mà tôi nếu mà cho tôi chọn đu có khi thì tôi đánh SSI hợp lý SSI kéo đánh hợp lý hơn Đấy SSI đánh có có vẻ là còn hợp lý hơn SSI ừ. SSI là về cuối phiên là giảm 2% đúng không? Có những lúc tăng rất là tốt Có những lúc tăng lên là 35 50. Đúng không? Có những giảm mạnh nhất là 34 40. 34 40 thì nghĩa là Đấy, nếu bạn nào bắt được tầm 34 40 rất là đẹp nhá. Có lẽ ai này bắt 34 40. Nó như con VND thôi, đúng không? Nhưng mà về thị phần bây giờ con v, VBS về thị phần bây giờ lớn nhất à? Hôm, hôm, nay bọn đọc bài báo thấy hơn 13% rồi. VBS công ty chứng khoán Tại 10 thì con SSI này thì nếu mà trong dòng chứng khoán có khi tôi còn thích hơn con VND trong dạng này Nhiều bạn thấy con VND trần mà sang sàn hết HNX nó không bị nghẽn thì rất là thích con VND đúng không? Đấy, tùy mỗi người thôi nhưng mà dòng chứng khoán giai đoạn này tôi rất là tôi, tôi không thích đánh dòng chứng khoán đâu bởi vì là giai đoạn này nó cũng rất là căng thẳng nếu mà đánh thì đánh ở những cái cây ở đây 26 tháng 3 là giai đoạn mà tôi khuyên là con SSI này hoàn toàn có thể đánh con SSI này đúng không? Mình bảo đây chỗ này nó cạn cung rồi, còn 26 tháng 3 này. Đúng không? 26 tháng 3 thì bảo ở ừ, thì 26 tháng 3 không bắt được thì 25 tháng 3 bắt nó cạn cung rồi. Đây, bạn xem này cái hôm 29 tháng 3 này. Nó cạn rồi. bắt con SSI này cũng được. Mình bảo là kỳ vọng lên 1200 thì cứ bắt con SSI này là an toàn nhất. Là sẽ tốt nhất bởi vì là khi thị trường đánh lên dòng công ty chứng khoán nó một này. dòng ngân hàng sẽ là những cái dòng dẫn dắt thị trường đầu tiên lúc nào cũng, lúc nào cũng thế về về những cái năm tầm 2020 2021 hoặc 2022 tôi nghĩ dòng ngân hàng và cả dòng công ty chứng khoán nó sẽ vẫn theo theo kiểu thị trường ấy thôi còn tương lai thì tôi cũng không thể biết được các bạn xem trong vn30 bao nhiêu công ty uh, bao nhiêu là mã là chứng uh, ngân hàng đến 7 8 mã như ít gì, đúng không? Mà chiếm tỷ trọng rất là lớn cho nên thị trường hồi phục với những cái mã này nó sẽ hồi phục đầu tiên. Ừ. Nhưng con SAI này đấy thì nó hồi phục với tăng một cây trần luôn. Một cây tiếp rồi hôm nay lại tăng tiếp, Đó, tăng rất tốt. Nhiều bạn thích con VND mình bảo là thôi, bắt nếu mà thích quá, bắt trần thì bắt tầm 5% thôi. Chắc gì nó tăng tiếp dòng công tư chứng dòng chứng khoán nó nói chung nó rất là ảo. À. Đấy như hôm nay con VIX đấy, thị trường nó cũng khởi sắc đấy nhưng mà nó có tăng đâu, nó giảm. Nó phải đánh theo cấu hình. Con VND thì ok, nó vượt sóng 4 rồi thì rất là tốt, bởi không có cản kiếp gì thế này nữa. Lượng bán ra nó cũng không nhiều. Trần mà lượng bán ra nó không nhiều thì hoàn toàn có thể bắt được 5% để xem là như nào dòng công ty thị trường quán làm sao mà nó cứ tăng mãi tăng mãi được luôn. Nhưng mà nó thậm chí mai nó, uh, thứ hai à thứ ngày mai nó đi ngang khoảng tăng 1 2% xong rồi bắt đầu nó giảm xuống một chút và thị trường xấu giảm xuống một chút. Có khi lấp gáp thì chết. nha yeah. Cũng hơn rất là khá nguy hiểm đấy, đơn giản đâu nhá. Yeah. Cho nên là uh, cũng đầu tư đôi khi mà ra mà quyết định rủi ro một chút đấy thì mình bảo là với quan điểm mà đánh theo kiểu của mình thì tôi mình chỉ khuyên là mọi người đánh 5% thôi. phần 5%. Quan điểm cá nhân. Đấy các bạn thích tôi tôi không khuyến nghị con này khi trần. Thế thôi. Còn ai thấy nó có cơ hội thì cứ vào thôi. Mỗi người một quan điểm. Ai nói được ai. À nó hết những cái dòng uh, banh kia nhỉ, MB banh. Ừ, MB banh tăng 2,7%, mình bảo con này đấy, mình bảo con này tăng rất là tốt. Cứ giữ đi, có gì đâu. Con này tăng tốt, dòng các thứ, dòng tiền nó đánh cũng tốt. Con này tiếp tục giữ nhá. Con này khả năng vẫn còn giữ được ấy. Con này là hôm qua tôi có nói con này ở cuối video nhưng mà tự dưng hôm qua nó mất tiếng. Tôi không hiểu tại sao nó mất tiếng. Cái này thì tôi cũng không thể hiểu rồi Đấy, mic miếc vẫn bình thường Quay ngày thường chả sao Nhưng mà cứ quay cuối tuần Nó, nó lại mất ở cuối cuối video Nó không hiểu là tại sao luôn Rất là khó hiểu ừ. HD Bank Xem qua mấy cái mã cấu hình Ui, Nó về mò Tăng có lúc tăng tốt đúng không? Tăng lên 28-30 ừ Nó về test tại à, cái vùng này cũng tương đối nguy hiểm Còn có khi ngày mai con này nó khi giảm giảm đấy có khi con này nó lại giảm về về 27 thì sao Đúng không? rất là nguy hiểm 27 30 có khi nó giảm về thật chữ đùa Minh cái mã này thì mình không không bàn bởi mình không thích lắm thì mình cũng không bàn nhiều đâu còn HD Bank này là một cũng mã tăng khá tốt từ 26 tháng 3. Ừ. Tốt nhưng cũng không bằng STB đúng không? SBT, uh, STB mới gọi là tốt. SBT xem nào. SB, SBT là vẫn đang tích lũy. Nếu mà ngày mai mà khoảng là tuần này mà tăng, có khi con này nó sẽ có động lực có tăng nhiều hơn TB bọn mọi người SBT là con này mọi người hoàn toàn có thể giữ tiếp nhé Con này có động lực có tăng đấy Bank Bank ừ, thì tiếp tục giữ thôi Con này đánh rất là ảo đúng không Cả phiên cứ đỏ 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 Nhiều bạn cũng lo Ở trên tiktok là bảo con này có giữ không thì Mình bảo con này đánh trung hạn Giữ đi có gì Chưa chưa có vấn đề gì xấu cả Đúng không? Thì cứ giữ thôi con này nó đánh theo kiểu ngày tăng 0,5% Các bạn theo xem, xem Ngày nào cũng tăng một chút, ngày nào cũng tăng một chút Nó đánh rất là bền đúng không? Kiểu mà đáy sau cao hơn đáy ngày trước này Thì đánh rất là sướng Kệ cho nó múa, thích múa nào múa Mình cứ giữ Bao giờ cấu hình xấu hẳn thì bắt đầu mới đánh Bắt đầu dòng tiền ra khoảng Nhiều nhiều Bắt đầu mới thôi bảo bán ra để chuyển con khác chẳng hạn như con SHB Đấy, dòng tiền nó sâu sâu như thế thì SHB đây cái cây này tôi bảo là mùng 1 tháng 4 nó bán ra xong rồi sang cái mùng 2 tháng 4 này nó sâu sâu thì cũng phải bán lốt ra Nói chung những cái con này thì cực kỳ khó dự đoán Coi như là gọi tắt cung đi Thì những con này khả năng ngày mai nó có thể hồi rất là cao Ngày mai biết đâu đầu phiên nó hồi lên tầm 3-4% thì sao Đúng không? không thể nói trước được Hồi 3-4% cây của nó hôm nay bé 14 triệu Nhưng mà nếu mà nó hồi thì nó... Nếu mà theo cái kiểu là của mình mình Theo kinh nghiệm của mình Nó sẽ hồi xong rồi nó Sẽ kiểu Tích lũy Tạo vùng một vùng giá mới trên này chẳng hạn Đúng không? Tạo một vùng giá mới trên này Xem vấn đề là nó phân phối là tích lũy nếu phân phối thì rất nguy hiểm Nhưng mà khả năng cái dạng này khả năng sẽ là tích lũy Tích lũy ở dạng này xong bắt đầu đánh lên được Đúng không? Thì mình bán ở trên này rồi thì kệ nó Mai có thể nó hồi một chút trên đây rồi mình nghĩ mua vào thì Mua vào thì mình nghĩ Không nên mua con này đâu Với quan điểm của tôi nhé Nó không nên mua Bạn nào thử mạo hiểm thì mua bắt đáy là 10, 5% ngày mai có thể rồi nó... Nếu hôm, hôm nay bạn nào mà mua sàn được thì ok hơn Bạn nào mua sàn mà tầm 5 liều hơn thì 10% trăm thì mua thì ngày mai có thể nó sẽ đánh lên đây xong rồi đánh đi ngang đi ngang thì nó các bạn có thể lời tầm tầm ba bốn phần trăm biết đâu ngày mai nó đánh phát trần luôn thì con này lại khỏe đúng không mai nó đánh trần từ đầu của quy viên cuối viên con này thì siêu khỏe luôn thì lúc đấy nó lại là một vấn đề khác lúc đấy có khi nó sẽ thành con 10 n này con 10 n lần lần hai đúng không đây những cái, những cái ma mà đánh theo kiểu đấy thì nó rất là rất là rất là rất là khó phân tích những ma kiểu đánh như kiểu mới N ở đây có một cây như này xong rồi đánh tiếp liên tiếp rất là khó phân tích đúng không sau một cây như này là một cây xanh rất là đẹp xong rồi đánh lên cái mã kiểu như này thì cực kỳ khó phân tích bởi vì là lúc này là đội lái họ đánh chứ không phải là cá nhân đánh nữa rồi thì có thể công nhận là con SHB này là dòng tiền nó chưa ra dòng tiền là uh, Tay to chưa ra nhưng mà mình bảo là trên này nó xấu xấu thì coi như là bán hai cây còn gì đúng không hết chưa nhỉ hết, hết hết, mã phân tích chưa giai đoạn này mình rất là ít những cái mã mình có thể phân tích nước sóng thì càng không 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 bàn xem qua dòng du lịch đi xem có xấu không hvn đi xem dòng trung hạn thì giảm 0,4% không vấn đề gì nhá HVN tiếp tục giữ thôi Nó rũ Nó rũ trong ngày mai có thể tăng, tăng giảm nhẹ một cây nữa Rồi bắt đầu đánh lên Dòng du lịch thì không không lo đâu VTD xem nào Giảm 2,1% Vẫn bình thường Không có vấn đề gì đâu Vẫn bình thường đang theo kiểu Tích mũi Hôm nay rũ khá lớn Hôm nay có một cơ số nhà đầu tư chán nản họ, họ nghĩ ngày mai thị trường xấu chẳng hạn bán ra Hôm nay tâm lý của nhà đầu tư tương đối là bi quan Cái lúc mà thị trường lên mạnh Thì tương đối nhà đầu tư bi quan thì mình thấy nó cũng hơi bất ngờ Vì đánh lên tương đối mạnh đúng không Xong rồi bắt đầu là đánh lên tương đối mạnh này Thì thường thường là sẽ là nhà đầu tư tay to đánh lên cho các bạn chốt lời Xong rồi nó hạ một phát mạnh xuống gần cái lúc Về giảm rất là, rất là mạnh Xong rồi bắt đầu mình thấy có lượng tiền nó bắt vào thì mình khuyên mọi người giữ. VTR. Đấy, VTR các bạn thấy không? Cái hôm uh, mùng 2 tháng 4 mà không bán được cực kỳ cực, cực kỳ đáng tiếc. Tuy nó về đây thì nó không xấu lắm đâu nhưng mà mùng 2 tháng 4 mà không bán được cái giá 4590, 4580 chẳng hạn rất là đáng tiếc. Con này bởi vì rất là lâu nữa thì nó mới ra được lên được cái cái vùng vùng 4590. 4580 80 Thôi nha, hôm nay phân tích thế thôi nhỉ Mọi người muốn hỏi gì nhé Hỏi gì hỏi trên Youtube hay TikTok nhé Có thời gian mình sẽ trả lời CTG xem. ừ, CTG thì vẫn bình thường Không có gì xấu lắm nhé, tiếp tục giữ thôi con này rất là khỏe đấy Đấy nha, mọi người không hiểu gì hay gì cứ hỏi trên tiktok hoặc là trên youtube nhé có thời gian thì mình sẽ vào trả lời có những bạn nào mà tham gia khóa học trong tháng bốn thì ở cái phần mô tả các bạn mà bởi vì làm cái khóa học này thì mình lì xì à, mở ra cho những cái bạn lì xì trên 5 triệu từ 5 triệu đổ lên đó. thì mình mở ra để mình dạy cho các bạn hiểu về thị trường một chút có trả ơn những cái người mà lì xì nhiều đúng không còn còn là muốn vào zoom đấy cứ triệu dưới hai triệu là sẽ vào zoom ok nhá zoom bây giờ cũng tương đối đông cho nên là bao giờ nếu mà đạt 1.000 nhưng mà chưa có lâu mới đạt 1.000 mấy trăm anh em thôi thì mọi người muốn vào thì cứ lý xí thôi quan điểm cả cả hai cùng win đúng không còn không lý xí cũng chả sao cả cứ theo dõi YouTube hoặc trên tiktok thích hỏi gì thì hỏi đúng không nhá Ok